Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ lắp bộ máy rửa xe Jedai 1HB để test cho khách về một tiệm rửa xe. Sau khi lắp xong, chúng tôi sẽ gắn dây phun áp lực để cấp nguồn test máy. Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ bật CB. Khi nước lên thì chúng ta có thể điều chỉnh áp để đạt được cái công suất theo mình mong muốn. Áp lực sử dụng từ 25 đến 43. Dòng rửa xe Jedai 1HB rất phù hợp cho công việc rửa xe, vệ sinh chuồng trại, sân vườn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.